Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Nhờ ơn Chúa, buổi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ cho quý vị một chủ đề là bạn đã được tự do. Chúng ta hãy nhìn người bên cạnh đó là bạn đã được tự do. Chúa cứu bạn để bạn được tự do. Ở trong Chúa Giêsu, bạn là người tự do. Amen. Lời của Chúa được chép trong Côlôse đoạn 2, câu 14 đến 15. Tôi đọc cho quý vị nghe. Côlôse đoạn 2, câu 14 và 15 được chép như sau. Ngài đã xóa tờ khế nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái nghịch với chúng ta, cùng phá hủy tờ khế đó và đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Ngài đã xóa tờ khế nghịch cùng hồ thánh Sa-lô. Nếu quý vị đồng ý, quý vị nói amen lớn lên nha. Ngài đã xóa tờ khế nghịch cùng mỗi anh chị em. Các điều khoản trái với chị em cùng phá hủy cái tờ khế đó và đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã trút bỏ quyền cai trị của các thế lực tâm tối. Chính Ngài đã dùng thập tự giá và chiến thắng tất cả những đối khác nghèo khổ, tội lỗi và nộp nó ra giữa dòng thiên hạ. Chúng ta vỗ tay ngợi khen Ngài. Hallelujah. Bạn đã được tự do. Muốn hiểu rằng bạn có được tự do thì chúng ta biết rằng trong OC đồng 4 câu số 6 Chúa nói là dân ta bị diệt vì thiếu sự thông biết. Khi mà chúng ta bị tiêu diệt, khi chúng ta bị trói buộc, khi chúng ta còn ở trong sự nô lệ vì chúng ta thiếu đi sự thông biết. Nhưng mà trong Giăng đoạn 8 câu 32 Chúa nói rằng khi các con biết được lẽ thật sẽ giải phóng cho các con. Khi các con biết được chân lý, chân lý sẽ đưa các con đến chỗ tự do. Amen. Lẽ thật là gì? Mọi tội lỗi của bạn đã được Chúa Giêsu gánh trên thập tự giá rồi. Amen. Lẽ thật là gì? Mọi sự rủa sẵn của bạn đã được Chúa Giêsu gánh thay cho bạn rồi. Amen. Cho nên điều tôi đang muốn chia sẻ tại đây là gì? Mỗi một người trong chúng ta phải nhận thức được mình là ai ở trong Chúa. Amen. Ở trong Chúa mình đã được tự do như thế nào? Phần thứ nhất tôi muốn chia sẻ là bạn đã được tự do. Amen. Bạn đã được tự do. Chúng ta biết rằng thứ nhất trong Côlôse đoạn 2 câu 14 đến 15 thì chúng ta đã đọc, chúng ta biết rằng Ngài đã xóa tờ khế nghịch cùng chúng ta và các điều khoản trái với chúng ta, và Ngài đã nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Ở trong bản bên này thì nói một cách rõ ràng hơn để cho chúng ta hiểu rõ lời của Chúa. Cho nên nhân danh Chúa Giêsu Christ tôi công bố rằng lời của Đức Chúa Trời hôm nay được đưa ra để giải phóng mọi cuộc đời của chúng ta. Amen. Mỗi một người chúng ta khi nghe lời của Chúa hôm nay trở về, không ai còn ở trong tội lỗi, không ai còn ở trong những cái điều trói buộc của ma quỷ, mà mỗi người trong chúng ta phải được tự do trong thánh linh của Ngài. Bản 2010 là Ngài đã hủy bỏ tờ giấy nợ chống lại chúng ta. Amen. Chúng ta hãy nhìn người bên cạnh đó là Ngài đã hủy nợ của bạn rồi. Amen. Ngài đã hủy nợ của bạn rồi. Ngài đã hủy bỏ giấy nợ của bạn rồi. Với các luật lệ ràng buộc bạn. Và Ngài đã hủy bỏ nó bằng cách Ngài đã đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá mà chiến thắng chúng và bêu chúng ra giữa thiên hạ. Điều tôi muốn nói bằng chiếc rằng phần đầu tiên tôi muốn nói là chúng ta phải được tự do khỏi luật pháp. Đối với thời kỳ mà Đức Chúa Trời kêu gọi dân Israel đó, vì bây giờ dân Israel họ đang ở trong sự nô lệ, họ đang ở trong xứ Ai Cập trong sự nô lệ, họ làm ngày làm đêm, làm vất vả vô cùng mà không lương, không tự do và không được thờ phượng, họ không được nghỉ ngày Chủ Nhật, rồi họ phải bị nô lệ làm không phải theo ý thích mình mà làm theo ý thích người khác, không được ở trong
nhà mình mà phải bị lôi kéo ở nơi làm việc chỗ người khác. Họ bị trói buộc, họ bị đau khổ trong tâm linh, họ đau khổ trong thể xác, họ vất vả vô cùng. Thì bắt đầu họ mới kêu cầu Đức Chúa Trời. Họ kêu cầu Đức Chúa Trời. Thì Đức Chúa Trời thương xót, Ngài Vũ nghe tiếng kêu oan của họ, tiếng cầu xin của họ. Ngài sai Môi-se đến để mà giải cứu họ ra khỏi xứ nô lệ. Và trong danh Chúa Giê-xu, ngay trong giờ này tôi nói là những người đang có mặt tại đây là quý vị đã được cứu ra khỏi xứ nô lệ rồi. Amen. Quý vị đã được cứu ra khỏi xứ Ai Cập rồi. Amen. Amen. Không còn làm theo ý muốn của Pharaoh, không còn làm theo ý muốn của Ai Cập nữa, không còn nô lệ đó, mà quý vị và tôi phải được tự do để thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen. Sau khi mà Đức Chúa Trời sai Môi-se đến để làm 10 phép lạ cứu họ ra khỏi xứ nô lệ, nhưng mà điều tôi muốn chia sẻ buổi sáng hôm nay là gì? Ngài không những cứu họ ra khỏi xứ nô lệ để Ngài dẫn họ vào trong đồng vắng, nhưng mà mục đích là Ngài muốn đưa dân sự của Chúa vào trong xứ hứa. Tôi xin nhắc lại để cho quý vị rõ ràng cái này là gì. Ngài không chỉ muốn cứu quý vị ra khỏi xứ nô lệ, ra khỏi tội lỗi, nhưng mà Ngài muốn cứu quý vị và đưa quý vị vượt qua đồng vắng để quý vị vào được trong xứ hứa. Nhưng mà đi vào trong xứ hứa, đi nhanh hay là đi chậm, đi tới được một cái đích của Chúa muốn chúng ta cần phải tới hay không, là tùy thuộc vào đức tin, tùy thuộc vào thái độ của tôi và anh chị em trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu họ vâng lời, nếu họ ngoan ngoãn, nếu họ đầu phục, chỉ đi trong vòng 40 ngày thì đến được xứ hứa. Nhưng mà có những cái mà họ phản nghịch, họ nghi ngờ, họ quậy quạng, cho nên họ phải bị lòng vòng ở trong đồng vắng tới 40 năm. Một số người còn bị chết ở trong đồng vắng nữa. Nhưng mà những người trẻ, những người tinh kính, những người không nổi loạn, không làm bầm, không dâm dục, đã được Chúa đưa vào trong xứ hứa như lời của Ngài đã hứa. Cho nên một lần nữa, sau khi đi vào trong đó thì có người làm quá nhiều sai trật, và Đức Chúa Trời đã ban xuống 10 điều răn luật pháp, đưa luật pháp để cai trị con người. Nhưng mà sau khi đưa luật pháp xuống, ai làm theo thì sẽ được cứu, ai làm theo thì sẽ được giải thoát, ai làm theo thì sẽ được. Nhưng mà trải qua bao nhiêu thời đại, có ai làm trọn không anh chị em? Có ai làm trọn không? Ví dụ như 10 điều răn mà chúng ta làm giỏi làm được 8 điều, mà lỡ phạm có 2 điều thôi, tôi lỡ tôi phạm tội tại dâm, tôi giết người thôi, có 2 điều thì có được không anh chị em? 10 điều mà người kia tốt hơn nữa, tôi làm được hết 9 điều luôn, hơn bao nhiêu người khác đó, mà tôi lỡ tôi chỉ phạm có một cái thôi, tôi lỡ tôi giết người thì cũng như là sao? Phạm một điều cũng như là phạm hết. Trải qua bao nhiêu thời đại, con người không tự mình giữ luật pháp được, con người không tự mình cứu mình được, cho nên Ngài ban Chúa Giê-xu xuống trần gian này, chết trên thánh giá, đền tội cho chúng ta và cứu chúng ta ra khỏi luật pháp. Amen. Hãy nhìn người bên cạnh ra, trong Chúa Giê-xu bạn đã được cứu ra khỏi luật pháp. Trong Chúa Giê-xu bạn đã được cứu ra khỏi luật pháp. Ra khỏi luật pháp. Chúng ta cùng xem lời của Đức Chúa Trời được chép trong Galati đoạn 5 câu số 1. Galati đoạn 5 câu số 1 Kinh Thánh chép như sau. Tôi đọc cho quý vị nghe lời của Chúa. Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do, và hãy đứng vững, trở lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Amen không anh chị em? Đấng Christ đã giải phóng chúng ta được tự do, và hãy đứng vững, đừng đặt mình dưới ách nô lệ một lần nữa. Ngài đã cứu bạn và tôi ra khỏi ách nô lệ. Đấng Christ đã cứu bạn và tôi để tôi bạn được tự do rồi. Amen. Đừng quay lại mà lê thuộc nó thêm một lần nữa. Rồi những người đón xét tôi từ từ hãy nghe xong bài giảng đã, rồi quý vị sẽ thấy rằng ồ, quý vị có thể nghe tới đây tưởng là tôi đang nghiêng về ân điển quá, tôi đang nói về ân điển quá mà tôi không nói gì đến tội lỗi, tôi không nói về xử lý về xác thịt. Quý vị sẽ từ từ sẽ nghe tôi chia sẻ xong bài rồi quý vị sẽ đón xét như thế nào. Xin Chúa giúp đỡ, cảm ơn Chúa. Trong Galati đoạn 5 câu số 13, Galati đoạn 5 câu số 13 chép là sao? Hỡi anh em,
anh em đã được gọi đến sự tự do. Song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Một lần nữa, sứ đồ Phaolô bảo rằng chúng ta đã được giải phóng ra khỏi nô lệ và chúng ta được tự do. Hãy lắc vai người bên cạnh nói, bạn đã được tự do rồi, bạn đã được tự do rồi, bạn đã được tự do rồi. Và ngay trong giờ này, tôi nhân danh Chúa Giêsu tôi khai phóng sự tự do cho dân sự của Đức Chúa Trời. Buổi sáng nay tôi nhân danh Chúa Giêsu tôi cậy quyền ở trong danh của Chúa, tôi khai phóng sự tự do đến cho anh chị em. Tôi công bố anh chị em sẽ được tự do trong tâm linh. Những tâm linh nào bị ma quỷ nó lôi cuốn và đồng bóng rồi thờ hình tượng, những mê tín dị đoan, những cái tâm linh nào bị trói buộc mà không có thờ phượng Chúa đụng chạm được, thì ngay trong giờ này nó phải bị thất bại trước quyết Chúa Giêsu, trước danh Chúa Giêsu và ở trong lời của Đức Chúa Trời. Tôi công bố anh chị em sẽ được tự do thờ phượng Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người muốn được tự do trong tâm linh? Đây là phần cực kỳ quan trọng. Có những con người chúng tôi cầu nguyện đuổi quỷ biết. Quý vị biết rằng hát bình thường thì không sao, mà hát mà Chúa thân viên bước vào trong nơi chí thánh thì sao? Đụng đến huyết Chúa Giêsu, đụng đến danh Chúa Giêsu, đụng đến lời Đức Chúa Trời thì sao anh chị em? Nó chỉ không có nổi. Nó chỉ không nổi. Và nó hét lên, la lên, nó đập đầu vào tường, chạy trốn cách nào đó. Và những con người nào mà tâm linh của họ mà chưa được sống suốt á, thì họ rất là sợ trong sự hiện diện Chúa. Lớn lớn thì được, qua loa chiếu lệ thì được, nhưng mà đi sâu vào trong tâm linh thì họ chịu không nổi, vì tâm linh người đó chưa được hoàn toàn thuộc về Chúa. Nhưng mà tôi chúc mừng hội thánh Salon, anh chị em đã được hoàn toàn tự do trong thánh linh của Ngài. Amen. Chúng ta vỗ tay người khen Ngài. Hãy tự do trong tâm linh. Amen. Nhân danh Chúa Giêsu tôi công bố rằng Chúa Giêsu đã chết và Ngài đã bị đóng đinh. Đầu của Ngài đã đổ những mẩu gai để cho tâm hồn của tôi và anh chị em được tự do. Amen. Những tâm hồn nào mà lơ lơ lửng lửng mà ngồi đây mà buồn mà không biết tại sao mình buồn, tâm hồn nào mà bị trói buộc bởi người yêu cũ, có tâm hồn nào mà coi như là trong đời sống của mình mà không có được giải thoát, mà coi như là cứ lo lắng bất an lắm, nhớ danh Chúa Giêsu ngay trong giờ này tôi công bố rằng tâm hồn của anh chị em phải được giải phóng. Amen. 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 Chúng ta tiếp xúc với những con người mà tâm hồn của họ không ổn định á, nguy hiểm lắm anh chị em. Cái tâm hồn của họ không ổn định vô cùng nguy hiểm. Cho nên chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa và hãy đón nhận rằng Chúa ơi, con không những được tự do trong tâm linh mà con phải được tự do trong tâm hồn của con nữa. Mấy người mà yêu thơ đó, mấy người mà thích nhạc đó, tôi nói anh chị em nào cũng cầu nguyện xin quyết Chúa Giêsu bao phủ những con người đó. Thiệt, yêu thơ thì có không gì xấu, nhưng mà sâu đậm trong thơ quá đó. Chồng em rất thích làm thơ, thơ thơ thỉnh thỉnh ra ra vào vào. Đến nay em rất tự hào, con em chưa có đứa nào nó làm thơ. Chắc mà làm thơ hết thì chết luôn. Cho nên anh chị em biết không, làm thơ có những người thức tới 1-2 giờ sáng làm thơ tặng vợ người khác. Vô cùng nguy hiểm. Nếu chúng ta làm một bài thơ, tôi rất thích bài thơ của ông một sư ở bên Seattle và được gọi là gì Hữu đây, Thanh Hữu. Ông làm nhiều bài, Thanh Hữu, ông làm nhiều bài thơ, một sự tên là một sự trang và lấy bút danh là Thanh Hưởng. Ông làm nhiều bài thơ và những bài thơ này mục đích là tôn vinh Chúa và đưa đời sống Cơ Đốc nhân yêu mến Đức Chúa Trời. Mấy bài thơ dựa vào trong Kinh Thánh, trong lẽ thật của Chúa Trời. Cho nên là toàn thánh coi chừng nó vô trong máy. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho mỗi người trong chúng ta, hãy nhờ ơn Chúa mà hãy để cho tâm hồn của mình bài thơ nó phải dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Yêu âm nhạc tốt là sao anh chị em? Nhưng mà tâm hồn yêu nhạc, yêu nhạc, yêu nhạc đúng á, sẽ làm cho chúng ta gần gũi Chúa và tâm linh chúng ta nhẹ nhàng. Yêu nhạc mà yêu nhạc đời, yêu nhạc bậy bạ đó, thơ thơ tưởng tưởng ra nhảy cầu chết. Có nhiều người yêu nhạc một cách vu vơ đó,
không có ai yêu hết, mà nghe bài nhạc là giống như mình đang phụ tình, đang bị tổn thương, bị tình bỏ, tưởng tượng sống ảo. Cho nên chúng ta hãy công bố rằng buổi sáng nay chúng ta cầu nguyện công bố rằng con em chúng ta cũng được tự do trong tâm hồn. Amen. Đời sống của quý vị sẽ được tự do vì Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh để cho chúng ta được tự do rồi. Amen. Hãy lắc vai người bên cạnh nói, bạn phải được tự do trong lĩnh vực này. Amen. Bạn phải được là tự do trong lĩnh vực này. Tự do trong lĩnh vực này anh chị em. Cảm ơn Chúa. Kinh Thánh ghi rõ ràng, Kinh Thánh ghi rất là rõ ràng cho chúng ta biết rằng Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do. Vậy hãy đứng vững vàng, đừng để nó chúng ta phải trói buộc ở dưới một cái áp thêm một lần nữa. Đấng Christ đã buông tha chúng ta rồi, Ngài đã xóa nợ cho chúng ta rồi. Và phần thứ tiếp theo tôi muốn nói anh chị em rằng chúng ta sẽ được tự do trong thể xác. Amen. Trong danh Giêsu tôi công bố rằng nhân những lần roi làm đồ của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Amen. 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 Thể xác chúng ta khỏe mạnh là quan trọng lắm nha anh chị em. Amen. Nhiều lúc chúng ta muốn làm công việc Chúa nhiều điều lắm, giống như bác Vân hồi nãy nói là muốn làm công việc Chúa nhiều nhưng mà sức khỏe không có gì thì như thế nào anh chị em? Không làm được. Cho nên bác xin sức khỏe tôi hoàn toàn, tôi cầu nguyện chúc phúc cho bác khỏe. Amen. Anh chị em ơi, chúng ta khỏe chúng ta mới giúp đỡ cho người khác được. Amen. Mình yếu làm sao mình giúp được cho người khác anh chị em? Amen. Sáng hôm nay lại thêm một lần nữa, buổi sáng tôi dậy sớm, tôi soạn bài, tôi chuẩn bị xong xuôi hết và tôi pha cà phê cho vợ tôi đàng hoàng nha anh chị em. Amen. Pha cà phê, đang pha cà phê thì vợ tôi xuất hiện thì nói như thế nào, đang rửa mặt chứ, đang rửa mặt tôi thấy nước tôi lấy cho một cái khăn tôi đưa cho vợ tôi lau mặt đàng hoàng đó anh chị em. Tôi có xong tôi nói thì vậy, mình thương vợ mình mà. Đang khi như vậy xong xuôi thì đi lên thì nó là anh ơi xách đồ phụ về. Anh hỏi tôi hỏi là xách gì, anh xuống dưới nhà xe đó, trong tủ lạnh đó có bao nhiêu đồ trong đó anh xách lên đây hết dòng. Và cả ông chú tôi xuống tôi xách hai tay cũng hơi nặng anh chị em, thịt bò không à, rồi củ cái gì, cái trái trà là mà mua lát nữa sẽ đãi anh chị em, lát nữa anh chị em sẽ được ăn trà là tươi như hôm nãy tôi giới thiệu. Cho nên cảm ơn Chúa tôi sắp thì vợ tôi bảo rằng để em sắp phụ cho, và cảm ơn Chúa tôi nói là tôi cũng còn mạnh lắm, trên hai tay tôi lòng tôi ngon lên lên mà lên tới đầu năm tôi thôi. Nhưng mà điều tôi ý thức được rằng tôi mạnh thì tôi mới giúp đỡ được cho người khác. Bao nhiêu người khao khát mình sẽ có sức khỏe để giúp đỡ cho người khác. Chúng ta muốn mình có sức khỏe để mình giúp cho người khác hay là mình muốn một nằm tại chỗ để người khác giúp đỡ mình? Phải có sức khỏe. Cho nên trong tình yêu của Chúa Giêsu, một lần nữa tôi nói anh chị em nào, Chúa đã buông tha chúng ta để cho thể xác chúng ta được tự do, cho chúng ta được khỏe mạnh. Chúa muốn chúng ta cần phải tiến độ để có sức khỏe để giúp cho người khác. Nhiều người ngày hôm nay cứ quá chú tâm lo cho người khác mà không lo đến thân thể của mình. Làm ngược rồi. Làm ngược rồi. Trong khi đó Chúa nói là gì? Chúa nói là gì? Thân thể anh em là đền thờ của Chúa. Ai mà tôn trọng đền thờ đó thì Chúa lại tôn trọng người đó. Ai hủy phá đền thờ của Chúa thì Chúa hủy phá. Cho nên cái thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa, vui lòng tắt điện thoại 10 giờ và ngủ sớm. Đừng có 1, 2, 3 giờ sáng mà còn bấm nhắn tin rồi thả mặt cười rồi khóc rồi đủ thứ. Cứ sáng mai cái gì một sư giảng rồi. Anh chị em ơi, hãy giữ thân thể của mình khỏe mạnh. Thậm chí tôi nói anh chị em là ngày xưa người ta chết vì đói, đúng không chị em? Yeah. Đói quá người ta chết. Nhưng ngày hôm nay nếu chúng ta không cẩn thận, chết vì ăn nhiều quá. Ăn nhiều quá, mập, bé phì cũng nguy hiểm. Cho nên phải giữ thân thể mình khỏe mạnh. Tôi cũng cố gắng tôi tập thể dục. Nếu mà tôi không tập thể dục thì con người của tôi sẽ phệ ra, mập ra, xấu lắm. Không những xấu mà làm gì? Nó nặng nề, không có hoạt động được. Cho nên tôi nói chị em rằng về ăn uống chúng ta cũng cần phải tiết độ. Ngủ nghỉ chúng ta cũng cần phải tiết độ. Làm việc chúng ta cần phải tiết độ. Vì Chúa đã buông tha, Chúa muốn bạn được tự do trong sức khỏe. Amen. Chúng ta vỗ tay ngợi khen Ngài. Hallelujah. Và đây là điều tôi muốn nói anh chị em rằng
Chúa muốn chúng ta được tự do trong tài chánh. Trong danh Chúa Giêsu tôi công bố rằng Chúa Giêsu ngài vốn giàu mà ngài tự làm đến nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của ngài mà anh chị em được tự do trong tài chánh. Hãy lắc tay người bên cạnh nói Chúa muốn bạn được tự do trong tài chánh. Chúa muốn bạn được tự do trong tài chánh. Từ đó anh chị em tôi làm cái gì tôi cũng đụng tới tài chánh hết, đúng không anh chị em? Tôi nói thì ngầu vậy đó nhưng mà tôi làm cái gì tôi cũng đụng tới tài chánh hết. Nó vô trong máy thôi. Dạ. Chúng ta, Chúa muốn mọi người trong chúng ta được tự do trong tài chánh anh chị em. Vì lý do đó tôi nói anh chị em là hôm qua chúng tôi cầu nguyện ở trên nhà thờ. Chúng tôi đưa tay đến, chúng tôi cầu nguyện cho những người làm ăn kinh tế. Chúng tôi cầu nguyện cho những người vẫn làm ăn. Họ được làm ăn mà khá giả thì họ được được dự phần. Họ không dự phần trong sự cầu nguyện, họ không dự phần trong việc truyền giáo, họ không dự phần trong việc giảng dạy, thì họ được dự phần trong việc mà đóng góp về tài chánh như anh chị em. Cái phần này cũng không kém đâu như anh chị em. Đội truyền giáo của Rafa đi thì mạnh như vậy, nhưng mà một sư phụ cũng không tên, salon không tên, một số người không tên thì quý vị đi cũng gặp khó khăn đó chứ. Amen. Đúng không? Cho nên mình cầu nguyện. Bởi đức tin trong giờ này tôi cầu nguyện chúc phước cho những người đang làm việc trong hội thánh. Xin Chúa ngày ban phước cho quý vị được thành vượng trong mọi mặt. Sự thật như vậy. Sau khi chúng tôi làm việc xong, chúng tôi ở lại, chúng tôi cầu nguyện từ sáng, cầu nguyện cho đến trưa rồi dùng bữa, xong ở lại thì buổi chiều các chị em phải chuẩn bị gói chả giò rồi làm đủ thứ hết chuẩn bị cho ngày mai. Đến chiều bắt đầu mưa trở về, khi bước lên xe chúng tôi cũng trở về rồi, chúng tôi dồn là thấy mấy chị em kia, thấy họ vì yêu Chúa họ đi như vậy, họ sáng giờ họ không có thu nhập hết trơn, rồi đi về không biết có tiền đổ xăng hay không. Cái vợ tôi nói là thôi anh ơi, gửi cho họ chút đỉnh nào đổ xăng. Cái tôi mở cửa sổ xuống gửi cho họ chút đỉnh đổ xăng. Anh chị em ơi, như vậy cái đồng tiền của mình có thì mình mới giúp cho người khác được, đúng không anh chị em? Nhưng mà rồi làm xong cái cửa hiền cổ nhìn tôi có cười nè, anh ơi công nhận mỗi lần làm chương trình tốn kém dữ sợ. Đúng rồi, tốn kém. Rồi bắt đầu là mình nghĩ là người này ăn được trái trà làm, người kia không được ăn. Rồi ngày mai thế này kia. Tôi nói cứ mua đi, Chúa sẽ cho. Bước xuống mua, mua quá chừng mua như vậy á. Đang khi mua như vậy, giống như mấy người phong nghệ đang bước đi như vậy á, họ được chữa lành. Cái người mà đang đi mua như vậy thì điện thoại tôi tên. Amen anh chị em. Và tài khoản của tôi nó được cộng đến 5 triệu. Hallelujah. Và ngay lập tức tôi lấy 5 triệu đó tôi đưa cho cô Hiền, để cô Tuyết cô Tuyết bắt đầu chi phí trong chuyện mọi chuyện. Cho nên tôi nói anh chị em là nếu mình không có thì làm sao mình giúp được cho người khác. Amen. Đúng không? Hãy nhìn người bên cạnh nói Chúa muốn bạn thành vượng để bạn giúp đỡ người khác. Amen. Chúa bạn muốn thành vượng để bạn giúp đỡ người khác. Chúa muốn bạn được thành vượng để bạn giúp đỡ cho người khác. Chúa muốn bạn thành vượng để bạn làm các thứ việc làm. Hãy tự do trong tài chánh. Amen. Nhiều người cứ bị tốn tiền nhà hoài, nhiều người bị tốn tiền trong việc chữa bệnh hoài, nhiều người bị tốn tiền trong việc cúng bói rồi tốn tiền và cúng kiến rồi tốn tiền đám giỗ, rồi cũng nhiều người bị tốn tiền trong vấn đề mà gọi là ăn nhậu rồi đánh lộn rồi bị lột tiền phạt, rồi tốn tiền tù, rồi tốn tiền bệnh viện, tốn nhiều thứ lắm. Nhưng mà nhân danh Chúa Giêsu riết ngay trong giờ này tôi công bố rằng Chúa Giêsu đã cứu chúng ta và muốn cho chúng ta được tự do ra khỏi những điều đó rồi. Amen. Nhiều người bị trói buộc, đồng tiền của mình bị trói buộc trong cờ bạc. Đúng không anh chị em? Bị trói buộc trong cờ bạc. Cứ bao nhiêu tiền họ làm ra thì bấy nhiêu tiền họ tấu vào casino. Cũng có nhiều người họ tiền của họ bị trói buộc trong vấn đề gọi là gì? Ăn nhậu. Có bao nhiêu tiền thì họ ăn nhậu rồi tăng 1, tăng 2, rồi tăng 3 gì đó. Tiền của họ bị trói buộc trong đó rồi. Nhưng mà những cái đồng tiền đó đi đến tội lỗi, tù tội và đau khổ. Nhưng mà phước cho những cái đồng tiền nào được Chúa cứu dùng trong công việc của Đức Chúa Trời. Amen. Dùng đồng tiền mà cứu một tội nhân thì Kinh Thánh bảo rằng một linh hồn quý hơn cả thế gian. Amen. Đến ngày mà chúng ta về gặp Chúa, phần thưởng của chúng ta sẽ được Ngài mang theo anh chị. Amen. Ngài mang đến đúng như vậy. Anh chị em nên nhớ như vậy.
Cái đồng tiền nào được phục vụ trong nhà Chúa là đồng tiền phước. Đồng tiền nào phục vụ trong tù tội là đồng tiền đau khổ. Có nhiều người đồng tiền của họ bị trói buộc trong việc nghiện ngập. Có bao nhiêu tiền là chỉ chích thôi, chích rồi hút rồi tội lỗi. Có nhiều số người thì có đồng tiền của họ bị nô lệ trong việc tìm đi xăm. Có bao nhiêu tiền thì xăm, xăm cũng rắn, rắn xong trong rồng cột, cột xong có đồ lâu, xong rồi xóa rồi xăm lại, cứ tốn qua cái đó hoài. Nhân danh Chúa Giêsu Christ tôi công bố, anh chị em sẽ được giải cứu được khỏi những điều đó trong danh của Ngài. Amen. Có những người bị trói buộc, đồng tiền của họ bị trói buộc trong việc mà gọi là đi mê tín dị đoan á. Có bao nhiêu tiền cứ mua giấy vàng mã, có bao nhiêu tiền cứ đưa vào trong cái về cái chuyện gọi là mấy ông mà thầy bói, thầy pháp, rồi bói khoa, rồi bắt đầu cúng cái này, thờ cái kia, mê tín dị đoan cái vòng vậy. Hỡi anh chị em, hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ từ giữa thiên hạ rồi. Amen. Bạn ơi, bạn đừng nô lệ chúng nó nữa. Amen. Amen. Cái điều tôi muốn nói anh chị em là chúng ta sẽ được tự do trong việc các mối quan hệ, việc tương giao. Quan trọng không anh chị em? Amen. Quan trọng không anh chị em? Amen. Nếu mà chúng ta mà không được tự do trong lĩnh vực này á, khi gặp Chúa giống như Cain này trốn, sao Adam cũng trốn, Esau cũng trốn, rồi Saul cũng trốn. Tại vì sao? Mối quan hệ họ giữ với Chúa bị trục trặc, ngăn cách. Cho nên là Kinh Thánh chúng nó là tai của Đức Sơ-va không phải là ngắn, lỗ tai Ngài không phải là nặng, đến nỗi mà Ngài không nghe lời cầu nguyện các ngươi đâu. Nhưng vì tội lỗi các ngươi đã làm ngăn cách giữa ta với các ngươi. Nhưng mà khi Chúa Giêsu đã chết để Ngài xóa, để Ngài làm cho chúng ta được tự do với Đức Chúa Trời. Amen. Tương giao giữa mình với Chúa, mối quan hệ giữa mình với Chúa. Và cái điều tôi muốn nói là gì? Anh chị em đã được giải cứu để anh chị em được tự do với nhau. Amen. Nhiều người vợ chồng sống trong nhà mà ông lên nhà trên thì bà xuống nhà dưới, ông vô trong thì bà ra ngoài, nhìn không khí nó nặng lắm, nó nặng lắm. Có bao nhiêu người bị đó rồi? Có nhiều người đi đến nhà thờ, mà vô nhà thờ thấy mặt mẹ nó ghét, thích không ưa cha nội. Tại sao vậy? Tại vì họ chưa được tự do trong mối quan hệ. Chúa muốn chúng ta là hãy tự do trong mối quan hệ. Gặp anh em chúng ta tay bắt mặt mừng, vui vẻ đàng hoàng, lời chào cao hơn băng cổ nữa, vui vẻ thân mật với nhau. Đó là cái sự tự do bên trong. Tự do bên trong. Có nhiều người bị ma quỷ nó trói buộc ở trong lòng á, gặp ai cũng hiềm khích, gặp ai cũng căng thẳng, gặp ai cũng mệt mỏi. Có nhiều người con á, nó không muốn gặp cha mẹ, và nhiều người cha mẹ cũng không muốn gặp con, vì chưa được xử lý, chưa được cứu trong lĩnh vực này. Amen. Nhưng mà buổi sáng nay tôi nói chị em làm Chúa nó là vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Amen. Chúng ta cũng nói là vì ai kêu cầu danh Chúa Giêsu thì sẽ được cứu. Hãy lắc vai người bên cạnh, bạn kêu cầu danh Chúa Giêsu bạn sẽ được cứu. Cái chữ cứu đây á là cái chữ này được tiếng Hy Lạp gọi là sozo. Sozo có nghĩa là cứu ra khỏi tội lỗi, cứu ra khỏi sự luật pháp, cứu ra khỏi sự rủa xả, cứu ra những sự trói buộc, cứu ra khỏi bệnh tật, cứu ra khỏi nghèo thiếu, và cứu ra những sự trói buộc bên trong của tôi và anh chị. Đến với Chúa, chúng ta hãy khao khát, Chúa ơi, con được tự do trong các mối quan hệ. Lành mạnh, tự do trong sự lành mạnh đó nha. Chứ tôi được tự do trong các mối quan hệ bú xù không phải vậy. Đó là còn trói buộc rồi. Đó là còn trói buộc rồi. Đúng không anh chị em? Tự do có nghĩa là Đức Thánh Linh đã trao sự tự do ở đó. Mà Đức Thánh Linh là đấng của sự trật tự, đấng của sự thánh khiết, và đấng của sự yêu thương và công bình nha anh chị. Vì lý do đó, hãy khao khát Chúa ơi, con công bố rằng con được tự do trong các mối quan hệ. Amen. 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 Và Chúa muốn chúng ta tự do điều gì nữa? Hãy tự do ra khỏi những phong
những phong tục mà tôi nói anh chị em rằng là Việt Nam chúng ta có những phong tục là gì? Những người nam vô bàn là phải người này ép người kia phục người kia, làm sao cho người kia xỉn không về, và ra đường bị công an thổi phạt, ai chịu? Rồi bị tai nạn giao thông, gây tai nạn giao thông, ai chịu? Tại sao mình phải giữ phong tục hại lắm nhá? Hãy được thoát cái gì đó, hãy thoát ra khỏi nhiều đó. Amen anh chị em. Có những phong tục gọi là cột con trâu rồi nhảy đùng 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 đâm trâu cho chết, rồi lấy cái xéo miếng vậy hành hạ con trâu. Những cái phong tục đó tôi nói anh chị em là cần phải bỏ nó đi. Những phong tục cổ lỗ sĩ là phải bỏ đi. Ở quê tôi thì Tết anh Phú chắc còn nhớ vậy này, mỗi người như vậy phải làm một con heo, gia đình phải làm con heo. Con heo xong thì mấy cái da, mấy cái đồ nó gọi là làm chửi, làm nem gì đó, treo trên cái bếp cho khói nó lên, chín đóng. Cái mỗi lần ông Ni hay là cậu hay nhà, hay những người lớn tuổi tới nhà, họ chúc Tết á, mỗi người vô thì mình phải nướng cái đó cho họ ăn rồi, thì rốt cho họ ly rượu. Ông đi một vòng xong thì ông xỉn thì đã lên rồi. Cái ông té bể đầu, cái ông cứ vô nhà là đẩy ly rượu, vô nhà đẩy ly rượu. Mà ông đi chừng chục nhà là chục ly. Thì quý vị biết chuyện gì sẽ ra? Xỉn luôn. Xỉn là nó bậy. Các ông xỉn rồi coi như là áo quần bị lõa lồ tùm lum lá. Cho nên có những cái tùng, những cái mỹ tục mà nó phong tục tập quán, những cái điều mà nó truyền thống, nó trói buộc chúng ta, cần phải nhân danh Chúa Giêsu mình công bố rằng mình phải được giải cứu ra những khỏi những điều đó anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi nói điều này có thể một số người thì tin Chúa thì đồng ý, còn mấy người không tin Chúa họ không đồng ý. Tôi nói vấn đề cái Tết là cái điều tốt. Tết là điều tốt vì sao? Làm cho mình chấm dứt lại một năm cũ và bắt đầu mình chuẩn bị sửa soạn được số điều mới. Chúng ta còn phải rửa ráy sang sửa soạn rồi đi gặp nhau thờ phượng Chúa là tốt. Nhưng mà Tết bắt buộc phải về quê, bắt buộc phải như thế này, bắt buộc phải thế kia. Rồi nhiều người vay tiền mượn nợ, rồi đi về quê, rồi tình cũ không rủ cũng tới, rồi về quê rồi làm chuyện này làm chuyện kia, cuối cùng đổ nợ ra mất hạnh phúc đau khổ, rồi đi vô Sài Gòn mất việc làm, đủ chuyện như vậy. Chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa. Chúng ta biết rằng ngày nào có Chúa là ngày đó có Tết. Amen anh chị em. Tôi mở ngoặc thêm cái nữa, cái này hơi kỳ cục mà tôi có sao tôi nói vậy. Ngày nào có Chúa, mở ngoặc ra có tiền mới được Tết. Đúng không chị em? Đi về mà bị đổ nợ, đi về mà gây ra mất công an việc làm, đi về mà giành giật với nhau đất đai nhà cửa để chém giết với nhau, thì điều đó có nên không? Có nên. Và cứ mỗi lần Tết như vậy báo lên ra bao nhiêu người chết, bao nhiêu trăm người chết vì đánh nhau đủ chuyện. Cho nên hãy nhờ ơn Chúa mà cứu mình ra khỏi những phong tục tập quán lạc hậu. Amen. Và nhân danh Chúa Giêsu Christ tôi công bố anh chị em phải được tự do ra khỏi tội lỗi. Amen. Có nhiều người bị trói buộc trong tội lỗi, bị trói buộc trong tội lỗi, cứ như là không phạm tội là không ngủ được. Ngày đó mà chưa quánh ra được cái đấm mặt người nào cả là không ngủ được. Và có một số người coi như là chưa hại được đời con gái ai là coi như chưa sống được. Và có những cái tội lỗi mà nó trói buộc với con người là gì? Có chút xíu là đưa vào chích, có chút xíu là vô trong những cái việc tội lỗi. Và quý vị biết rằng nó trói buộc những cuộc đời đó, nó trói buộc những cuộc đời đó, họ bị xiềng xích. Nhưng mà chúng ta tin Chúa là Chúa cứu chúng ta ra khỏi những điều đó. Hôm qua vợ tôi nhắc tôi là anh ơi, khi anh chia sẻ tới điều này á, anh nói cho anh em biết rằng là khi anh em tin Chúa, anh em đừng nói gì này. Tại vì tôi tin Chúa cho nên tôi muốn bỏ nhậu, tại vì tin Chúa cho nên tôi muốn bỏ xì ke đó, tại vì tin Chúa cho nên tôi muốn bỏ mấy đứa bạn kia. Thay vì nói như vậy thì chúng ta nói là một cách tích cực hơn, ngợi khen Chúa, nhờ Chúa mà Chúa cứu con ra khỏi cái đám bạn hư đốn này. Amen. Cảm tạ Chúa, nhờ Chúa mà Chúa cứu con ra khỏi những thói hư tật xấu này. Không phải là mình cảm thấy mình bị mất mát, con không được ăn nhậu quậy phá như người khác, nhưng mà con ngợi khen Chúa con đã được tự do rồi. Có nhiều người bị trói buộc đến nỗi gì? Buổi chiều mà không có nhậu là không sống được. Buổi chiều là đi nhậu, đi tìm chỗ có nhậu, mà coi như là nhậu là không có gì nhậu cũng được nữa, miễn là trái cốc
với một chai rượu cũng được đó, không có thì tay nó run vậy này, tay nó run vậy này, chân run như vậy. Và quý vị đi xin người này ly rượu, đi xin người kia, họ bị trói buộc trong rượu, họ bị nghiện ngập trong rượu, họ bị nghiện ngập trong bia. Còn chúng ta đã được tự do. Chúng ta vỗ tay người khen ngay. Bất cứ cái gì mà chúng ta thiếu, thiếu đó mà chúng ta không sống được, cái gì mà nó vẫn khiến chúng ta mà chúng ta vẫn lệ thuộc đó, đó là chúng ta vẫn còn bị xì xích. Nhưng mà cái gì chúng ta không có nó không sao, không có nó không có vấn đề gì, là chúng ta đã được giải cứu. Tôi kể cho anh chị nghe. Vừa rồi chúng tôi đi qua Campuchia. Đi qua Campuchia thì chúng tôi chưa biết chương trình nó như thế nào. Vừa đến chương trình đó thì họ thao điện thoại, họ thao đồng hồ, họ thao hết, không muốn cho mình biết giờ luôn. Và thao điện thoại, họ nói 3 ngày họ sẽ gửi lại. Anh chị biết như thế nào? Cái buổi sáng thứ hai đó là ở nhà cầu nguyện như thế nào anh chị? Rối tung lên đúng không? Rối lên hả? Tại vì sao tôi chưa biết trước, cho nên tôi không báo được anh chị. Họ bắt đầu họ giữ điện thoại. Lần đầu tôi cảm thấy như là tôi đang bị mất điện thoại. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sau những cái giờ mà tôi được thờ phượng Chúa, được vui chơi, tôi được cuốn vào trong đó là tôi cảm ơn Chúa vì tôi được cứu được khỏi điện thoại. Amen anh chị em. Mình được cứu được khỏi điện thoại đó anh chị em. Từ từ nó sẽ quen, cay từ từ nó sẽ quen. Nhiều người ngày hôm nay sống mà thiếu điện thoại thì chịu không nổi. Nhưng mà chúng ta cần phải cầu nguyện cai điện thoại nữa anh chị em. Có những cái cần phải trả lời hoặc là giải quyết công việc, còn có những cái mà không cần thiết bỏ bớt đi, anh chị em sẽ thấy là mình được tự do trong vấn đề đó. Chúng tôi được tự do. Tự do là gì nữa? Sau khi ở nơi đó, chúng tôi được ở chung với 70 người Campuchia. Và tôi nói xin lỗi, người Campuchia họ có cái mùi đặc trưng của người Campuchia. Đúng không anh chị em? Mấy người Ấn Độ có mùi đặc trưng của người Ấn Độ. Rồi, ở trong cái phòng vậy, rồi nhà vệ sinh đây, đặc biệt không có nước. Mùi hoa thơm phức. Bước đầu thì chúng ta thấy hơi khó chịu. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tôi nói anh chị em rằng chưa có chuyến đi nào mà chúng tôi cười giống như chuyến đi này. Vì sao? Mình có thể bị thiếu thốn một vài điều về bên ngoài, mình có thể bị hạn chế một vài cái phương tiện, nhưng mình được tự do bên trong. Cái này nó còn quan trọng hơn cả cái phương tiện nữa. Nếu mà đầy đủ nước và cãi lộn nhau không ích lợi gì cả. Nhờ như vậy mà thương nhau hết cỡ luôn. Nữ ở trên lầu, nó lên lầu thì gác này lầu và trên gác, còn nam ở dưới. Mà trên gác thì không có nước, thêm ở dưới nước. Đem từng chai nước mà nước bơm giếng lên á. Ông là cái thời kỳ mình ở đường khu lộ gỗ đó Phúc. Đem từng chai nước mà không phải đường nước lọc, ao qua đâu nha. Nước bơm thì giếng lên tặng cho các bạn nữ. Hạnh phúc anh chị em. Các bạn nữ nhận được hai chai nước mừng quá. Đánh răng mà tiết kiệm để dành sáng mai để súc mặt, rửa mặt. Wow. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng tôi đi đợt này. Chúng tôi đi với ông bà mục sư Kim, đi chung với ông bà mục sư Hồng, đi chung với ông bà mục sư Việt, với cô Đính. Và cảm ơn Chúa và chồng chúng tôi, chưa bao giờ mà 10 người trong chúng tôi thương nhau như lúc này. Tự do Chúa đưa vào một hoàn cảnh để rồi xử lý. Mày nhất là bà Kim ấy, bà nó sạch sẽ lắm. Bà đi ra bà trà thì có bụi không à? Có bụi hả cô? Bà vô nhà vệ sinh mà thấy dơ dơ quá không được. Cô này cũng vậy, nó vô nhà vệ sinh dơ dơ là cô không đi nữa. Vệ sinh đại con. Chúa hạ ngươi xuống. Ngươi, Chúa xử lý mình để Chúa ban phước cho mình. Về tôi nói cho em là cười từ Campuchia, cười về Việt Nam trên xe cũng cười miết lắm. Đủ thứ chuyện để cười hết. Qua đó mà làm cho 10 người trong chúng tôi thương nhau hơn bao giờ. Amen. Chúng ta vỗ tay ngợi khen. Đó là sự tự do thật. Sự tự do thật nó không dựa vào vật chất. Sự tự do thật đó là nó dựa vào sự dẫn dắt và sự tha tội của Đức Chúa Trời. Amen. Cho nên cảm ơn Chúa, tôi muốn anh chị em chúng ta là hãy được tự do ra khỏi tội lỗi. Amen. 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 Tội lỗi nào trói buộc chúng ta, hãy nhờ Chúa công bố rằng ngươi không có quyền trên ta nữa. Chúa Giêsu Christ có quyền trên đời sống của ta. Ta phải được tự do. Amen. 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 Phải được tự do. Cảm ơn Chúa. Rồi Chúa muốn chúng ta nè,
hãy tự do ra khỏi những sự cay đắng ràng buộc bên trong đời sống của chúng ta. Nhiều người nói câu gì vậy nè? Sống thì sao? Bỏ bụng, chết thì mang theo. Ngon là nói chị em, dặn đến ba đời vẫn còn dở. Dặn như thứ ba đời dữ vậy? Không hết. Nhưng mà xin Chúa giúp đỡ cho mỗi người trong chúng ta. Mình đã thuộc về Chúa rồi, mình phải được tự do ra khỏi những sự cay đắng giận hờn anh chị. Đừng để cay đắng giận hờn hơn thua làm chủ mình. Hãy để Chúa Giêsu làm chủ trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3 câu số 17. Chúng ta đọc lớn lên. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3 câu số 17. Chúng ta đọc chung 2-3. Và Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh ở đâu thì tự do cũng ở đó. Chúa tức là Thánh Linh, mà Thánh Linh của Chúa ở đâu thì tự do cũng ở đó. Đức Thánh Linh ở trong lòng các bạn thì các bạn sẽ được tự do từ trong lòng. Amen. Amen. Xác thịt ở trong lòng các bạn thì các bạn bị trói buộc trong xác thịt. Thánh Linh mà đầy dạy cái hội thánh này, hội thánh nó sẽ được tự do. Amen. Gia đình nào được đầy dạy Đức Thánh Linh, gia đình nó được tự do. Amen. Cuộc đời nào được đầy dạy Đức Thánh Linh, cuộc đời nó được tự do. Amen. Anh chị em ơi, chúng ta đã được tự do rồi. Cảm ơn Chúa. Cô-lô-se đoạn 1 câu 13-14. Cô-lô-se đoạn 1 câu 13-14 cho chúng ta điều gì? Cô-lô-se đoạn 1 câu 13-14. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta giờ qua nước của con rất y dấu Ngài. Trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Chúng ta hãy nói người bên cạnh, Ngài đã giải phóng bạn rồi, Ngài đã giải thoát bạn rồi. Ngài đã giải thoát bạn rồi. Hallelujah. Ngài đã dời bạn từ chỗ tối tăm và qua chỗ sáng láng rồi anh chị. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của người đàn bà về tà dâm mà bị người ta bắt không? Người ta đợi định ném đá đó. Họ mổ người cầm cục đá bự bự và chuẩn bị ném đá vào người đàn bà đó. Thì họ ép Chúa Giêsu. Họ nói như thế này: thưa Thầy, đây là người đàn bà chúng tôi bắt phạm tội tà dâm. Theo luật pháp của Môi-se thì phải ném người đàn bà này cho chết. Còn Thầy thì nghĩ làm sao? Nếu Chúa Giêsu nói là hãy ném người đàn bà này chết đi á thì sao? Họ nói ông giảng về yêu thương, tha thứ, giải phóng mà ông xúi cho chúng tôi giết người đàn bà này à. Không những là ném đá người đàn bà này chết mà ném luôn cả Chúa Giêsu và những môn đệ của Ngài nữa. Cũng chết. Nhưng mà nếu Chúa Giêsu nói là sao? Hãy tha cho người đàn bà này đi. Thì họ nói như thế nào? Ông đến ông phá luật pháp của Chúa à. Họ không những ném đá người đàn bà này mà ném cả Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài nữa. Cho nên đường nào cũng dính cháu hết. Họ trói buộc mà. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài giải phóng như thế cho người phụ nữ này như thế này nè. Ngài giải phóng cho người phụ nữ, Ngài giải phóng cho Ngài, Ngài giải phóng cho các môn đệ, mà Ngài muốn giải phóng cho những con người đang định tội người khác nữa. Ngài muốn giải phóng những con người biết kiện, thích kiện cáo người khác nữa. Sáng hôm nay thì có một bạn đứng đây thờ phụng Chúa, thì có một bạn đứng bên chỉ cái áo mà rách kìa. Đừng giờ này phải rồi đó, giờ này phải, giờ các con chỉ tội lẫn nhau đó. Cái chặt đó nó thấy con nhỏ kia tóc này, cái chị mày xấu này, cái chị cái lên tới giờ thờ phụng cũng chỉ tội nhau thế nào. Đừng hãy giải phóng cho nhau, đừng bắt tội cho nhau, đúng không anh chị em? Và họ muốn ném đá Chúa Giêsu, nhưng mà Chúa Giêsu Ngài muốn giải phóng họ ra khỏi những cái sự xấu xa. Vì gì? Ngài lấy tay Ngài viết xuống đó. Đi rình người ta phạm tội tà dâm, kiện cáo người ta cách vô cớ, rồi muốn hơn thua người này. Chúa Giêsu biết rồi, mà ta cứ nói hãy đến đó, còn Thầy nghĩ sao? Hãy đến đó, còn Thầy nghĩ sao? Chúa Giêsu ghi một loạt ra. Chúa Giêsu ngước mắt lên Ngài nói rằng: ai trong vòng các ngươi mà không có tội chi hết á, thì trước tiên hãy cầm một đá này ném vô người phụ nữ này đi. Thì ngay lập tức họ ý thức được rằng ai cũng có tội, không nên ném đá người khác. Thì như thế nào? Lần lượt bỏ đá xuống và ra đi. Người có tuổi trước, cái người già trước. Già chừng nào tội nhiều chừng đó. Đấy. Sống lâu năm chừng nào đời này nó nhiễm như nhiều đó. Cho nên Chúa Giêsu Ngài không những muốn giải phóng cho người phụ nữ, mà Ngài muốn giải phóng những người kia. Đừng nên kiện cáo chỉ trích tội người khác nữa. Amen. Hãy nhìn người bên cạnh đó, Chúa đã giải phóng tôi rồi, bạn đừng chỉ trích tôi làm gì. Amen. Chúa đã giải phóng tôi rồi, bạn đừng lên án chỉ trích tôi làm gì.
Bạn đừng bắt lỗi tôi làm gì. Amen. Bạn đừng có nên vặt lá tìm sâu tấn công tôi nữa. Và sau khi mà mấy người đó đã ném bỏ đá đi hết, Chúa Giêsu quay lại hỏi người phụ nữ này: ủa, không ai ném đá ngươi sao? Người phụ nữ này bảo rằng không ai ném đá con hết thưa thầy. Chúa Giêsu nói là: ta đây cũng không định tội cho ngươi, nhưng hãy đi và đừng phạm tội nữa. Hãy đi và đừng phạm tội nữa. Hãy lắc vai người bên cạnh nó: hãy đi và đừng phạm tội nữa. Hãy đi và đừng phạm tội nữa. Muốn được tự do thật sự là đừng phạm tội trở lại. Làm sao mà phạm tội nữa mà không có thầy ở đây thì con chết đấy con. Đúng không? Số phận con sẽ tệ hơn lúc trước nữa đó. Cho nên người phụ nữ đem ra đi, mà Chúa Giêsu đã nói một câu là: ta đây thì con không định tội người được, nhưng hãy đi và đừng phạm tội nữa. Cái bản này nói như thế nào? Để cho chúng ta thấy được rằng là trong văn đoạn thứ 8 thì người phụ nữ: ta đây cũng không kết án chị đâu, hãy đi đừng phạm tội nữa. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi người chúng ta, hãy đừng kết án cũng đừng phạm tội trở lại, để cho chúng ta được tự do thật sự. Sau khi chúng ta được tự do là gì? Chúa muốn chúng ta cần phải đem sự tự do cho người khác. Amen. Amen. Chúng ta có muốn mình được tự do không? Amen. Hãy làm cho người khác tự do, mình sẽ tự do. Amen. Chúng ta có muốn làm cho người khác vui không? Amen. Chúng ta hãy làm cho người khác vui thì chính mình sẽ vui. Amen. Hãy ban cho đi, bạn sẽ nhận lãnh được vui. Amen. Hãy giúp đỡ đi, bạn sẽ nhận được lời cảm ơn. Amen. Hãy tha thứ đi, bạn sẽ được tự do. Amen. 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 Bạn ơi, có một cái người kia, họ đứng như thế này, và một người đứng ở đây, và một người thì đứng ở đây, và người này muốn đạp người kia, người kia cũng muốn đạp người này, thì một trong hai người này họ vẫn còn đứng vẫn được, thì vì sao? Vì họ vẫn còn đứng trên chân của họ. Nhưng mà một trong hai người đạp người kia rớt thì như thế nào anh chị? Chính mình cũng rớt. Điều này tôi muốn đưa ra, điều này muốn nhắn nhủ với những người đang nghe tại đây là gì? Chúng ta làm cho người khác đứng vững là chính chúng ta được đứng vững. Amen. Chúng ta làm cho người khác được tự do là chính chúng ta được tự do. Amen. Hãy làm cho vợ mình vui đi, bạn sẽ được vui. Amen không ạ? Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Khi tôi làm cho cô ấy vui rồi, tôi cần cái điều gì cô ấy cũng ok anh đó. Chỉ cái áo chị nhỏ anh ơi, anh đói bụng rồi em sẽ nấu cơm cho anh ăn. Tại vì sao? Khi mình làm cho vợ mình vui thì họ sẽ không tiếc gì bất cứ mình cả. Còn mình làm cho vợ mình đau khổ, buồn chán rồi, anh chị em ơi, chúng ta sẽ bị mất mát nhiều thứ lắm anh chị em. Cho nên trong hội thánh này, tôi rất cần hội thánh ủng hộ chúng tôi. Tôi rất cần hội thánh cầu thay cho tôi. Tôi rất cần hội thánh để mà hiệp một với tôi. Thì việc đầu tiên là gì? Tôi cũng phải nhờ ơn Chúa mà chia sẻ lời của Chúa, khích lệ hội thánh của Chúa, chăm sóc hội thánh của Chúa như thế nào để cho quý vị bình an, thì chính tôi cũng được bình an vậy. Cho nên một lần nữa buổi sáng nay trở lại vấn đề, tôi muốn nói chuyện rằng Chúa đã buông tha chúng ta rồi. Chúa đã cho chúng ta được tự do rồi. Ngay trong giờ này, nếu ai vẫn còn bị trói buộc trong tội lỗi thì hãy đứng lên nói là: Chúa ơi, con công bố tội lỗi không còn cai trị trong con nữa. Ai trong chúng ta cũng tại bị khó khăn trong tài chánh mà nói: Chúa ơi, ngay trong giờ này con công bố là con sẽ được tự do trong tài chánh. Ai đang bị khó khăn trong các mối quan hệ thì ngay trong giờ này nói: Chúa ơi, con sẽ được tự do trong các mối quan hệ. Ai đang bị khó khăn trong sự thờ phượng, đã khó khăn trong việc đi dỗ, là công bố con sẽ được tự do trong việc đi dỗ đi thờ phượng ngài. Ai đang bị ràng buộc bởi điều gì thì hãy đứng lên và công bố ngay trong giờ này, hãy công bố con sẽ được tự do. Chúng ta còn nói lớn là: con đã được tự do, con đã được tự do ở trong danh Chúa Giêsu, con đã được tự do ở trong danh Chúa Giêsu. Chúa ơi, ô các ngươi biết được lẽ thật, lẽ thật sẽ buông tha các ngươi, lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi. Lời của Chúa sẽ làm cho các ngươi được tự do. Hallelujah, tự do trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah, hãy tự do trong danh Chúa Giêsu ngay trong giờ này. Hãy đưa tay lên và nói với Chúa rằng: con được tự do. Chúa ơi, hãy đưa tay lên và nói: Chúa ơi, con được tự do. Con được tự do trong sức khỏe, con được tự do. Chúa ơi, hallelujah, con được tự do ngay trong giờ này. Con là người tự do. Ô hallelujah, trong danh Giêsu. Cái gì để đặt trói chúng con, cái gì để đặt buộc chúng con, cái gì để làm cho chúng con bị đau khổ thì ngay trong giờ này con sẽ được tự do. Hallelujah, trong danh Giêsu. Chúa ơi, quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn.
Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.